Xin chào các bạn đã quay trở lại với chuyên trang Apple Sun Studio. Và trên tay của mình đây đó chính là chiếc iPhone 8 Plus. Chiếc iPhone đã ra mắt được 6 năm tuổi. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn luôn nằm trong top những chiếc iPhone bán chạy trong phân khúc giá vào khoảng độ 4 đến 5 triệu đồng. Vậy thì tại sao một chiếc iPhone tuổi đời lâu đến như vậy rồi nó vẫn bán chạy? Một chiếc iPhone mà nó gọi là đại thụ rồi mà nó vẫn có người dùng? Thì hãy cùng nhau tìm hiểu một cách kỹ càng ngay sau phần intro. Thực sự mà nói thì cái thời điểm ra mắt iPhone 8 này, iPhone 8 Plus và iPhone X ấy, thì bên nhà Samsung thì có dòng S8, S8 Plus và Note 8. Thì lúc đấy thì gần như là chiếc iPhone 8 không có một cái cửa nào để có thể sánh vai cùng với chiếc S8 hay là S8 Plus. Mọi cái nhìn thì đều đổ dồn vào hai cái sản phẩm đó. Tuy nhiên, thời gian đã minh chứng rằng là cái sản phẩm của Apple đã chiến thắng. Bằng chứng đó chính là nếu như các bạn truy cập trực tiếp đường link ở phía phần mô tả đến với chuỗi cửa hàng của Sun Store thì các bạn sẽ thấy rằng iPhone 8 Plus vẫn được bán ra với mức giá loanh quanh từ 4 cho đến 5 triệu đồng. Tuy nhiên nếu như các bạn search trên Google, các bạn tìm Galaxy S8 đi hay S8 Plus, mức giá của nó đao xuống cực kỳ thấp, thậm chí có những nơi chỉ bán loanh quanh 2 triệu đồng mà thôi, mà tỷ lệ lỗi màn trên chiếc Galaxy S8 rất nhiều. Và đó cũng chính là một trong những minh chứng khiến cho cái dòng sản phẩm iPhone 8 Plus thu hút được rất nhiều sự chú ý của bạn. Vậy thì với mức giá bỏ ra vào loanh quanh khoảng 4 cho đến 5 triệu đồng thì iPhone 8 Plus mang lại cho người dùng chúng ta những cái gì? Thứ nhất, đó chính là một cái thiết kế phải nói là rất đẹp và nó có tính bền vững rất cao. Ở đây thì chúng ta sẽ có khung viền bằng nhôm kết hợp với mặt lưng dạng bóng rất là sang trọng, đặc biệt là phiên bản trên tay của mình đây đó chính là phiên bản vô cùng đặc biệt. Đây chính là phiên bản màu duy nhất chỉ có trên phiên bản iPhone 8 Plus, còn tất cả những chiếc iPhone đời sau không có một chiếc iPhone nào có màu đẹp như thế này. Thậm chí là nhiều bạn của mình ấy thậm chí là mua iPhone 8 Plus chỉ vì cái màu của nó thôi. Cái màu về sau của chúng ta ấy thì chỉ là màu gold đơn thuần thôi, không có màu kiểu vàng gold như này, rose gold đấy, nhìn rất là đẹp, đặc biệt là phần khung viền này. Nó cũng là giữa sự kết hợp giữa vàng và hồng, cực kỳ sang trọng. Và khi mà xét về cảm giác cầm nắm thì iPhone 8 Plus vẫn mang đến cho người chúng ta một cái cảm giác sướng tay hơn bất cứ một chiếc điện thoại nào trong cùng phân khúc giá. Nếu như các bạn nào quay trở lại với chiếc Samsung Galaxy S8 huyền thoại một thời thì lúc đấy thì chúng ta sẽ có màn hình Infinity tràn viền, rất là sexy. Tuy nhiên thời gian đã minh chứng rằng cái ngôn ngữ thiết kế đấy không phải là cái xu hướng của tương lai. Chúng ta cầm vào thì nhiều trường hợp là bị chạm nhầm vào màn hình. Nhưng mà với chiếc iPhone 8 Plus, viền màn hình dày, 100% các bạn cầm không bao giờ bị chạm vào màn hình. Cái thứ hai, chúng ta chia sẻ về phần màn hình. Ở đây thì chúng ta sẽ có màn hình chỉ là 5,5 inch và tỷ lệ rất cũ, đó chính là 16:9, một cái thời đại mà cái năm 2017 rồi. Tất cả điện thoại Android sang tỷ lệ là 16, 18, 10, thậm chí là 20:9 rồi. Thì iPhone vẫn trung thành với cái nút home huyền thoại này. Thì nhìn lúc đấy thì rất là cổ lỗ sĩ, đến bây giờ vẫn là cổ lỗ sĩ. Nhưng mà đổi lại chúng ta có một cái màn hình có chất lượng hiển thị tốt và nó bền bỉ với thời gian. Các bạn có thể thấy rằng là nếu như các bạn search ở trên Google ấy, tỷ lệ lỗi màn hình trên chiếc iPhone 8 Plus gần như rất là thấp. Nhưng mà cùng thời đấy iPhone X tỷ lệ lỗi rất là nhiều. Nên là qua thời gian thì ở hiện tại iPhone X và iPhone 8 Plus nó mức giá xem nhau. iPhone X thì rất hay gặp cái tình trạng bị lỗi màn, sọc màn, xanh màn, trắng màn, đủ các thể loại. Nhưng iPhone 8 Plus thì gần như là không. Đổi lại chúng ta sẽ có một chất lượng hiển thị tốt và màu sắc nó hiển thị là trung thực. Nên là nếu như các bạn mà chụp ảnh để có thể đăng mạng xã hội thì nên ưu tiên chiếc iPhone 8 Plus này vì cái màn hình. Chúng ta chỉnh màu của nó rất là chính xác. Các bạn đăng lên các mạng xã hội thì các điện thoại khác nhìn vào vẫn rất ok. Nhưng mà nếu như các bạn lựa chọn những chiếc điện thoại Android, các bạn chỉnh màu ở trên điện thoại Android rất đẹp rồi nhá, phù hợp với mắt bạn rồi. Tuy nhiên khi đăng lên thì các bạn nhìn trên các cái màn hình khác nhau thì chất lượng rất là tệ. Ta sẽ có một hiệu năng tốt. Tốt ở đây nó chính là cái sự ổn định. Nó có sự ổn định nhờ vào việc nó sử dụng con chip Apple A11 cùng với bộ nhớ RAM là 3GB.
Và ở hiện tại thì nó đang được cập nhật lên là iOS 16 mới nhất. Thông tin chính thức mới nhất đó chính là iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X không được cập nhật lên iOS 17, rất là tiếc. Tuy nhiên ở thì hiện tại, nếu như các bạn bỏ ra số tiền 4 triệu đồng để sử dụng một chiếc điện thoại thì đây có thể coi là chiếc iPhone mà hiệu năng ổn định nhất cho các bạn rồi. Với những cái tác vụ hàng ngày của các bạn như là nhắn tin, nghe gọi, Facebook, YouTube, thậm chí là các bạn chuyển khoản ngân hàng thì iPhone 8 Plus vẫn là trợ thủ đắc lực nhất dành cho các bạn. Tất nhiên nếu như mà các bạn có những nhu cầu đặc biệt, ví dụ như có bạn cần pin trâu, có bạn cần hiệu năng tốt hẳn, các bạn cần camera ngon hẳn thì iPhone 8 Plus không phải là lựa chọn tốt cho các bạn. Nhưng để các bạn có một lựa chọn mà dung hòa nhất giữa các cái yếu tố đấy thì iPhone 8 Plus là lựa chọn tốt nhất. Về phần camera thì ở đây thì chúng ta sẽ có hai ống kính camera. Nó sẽ là rất lộ cổ lũ sĩ, đặc biệt là nếu như các bạn so sánh với những chiếc điện thoại Android. Trong cùng tầm giá này thì chúng ta ít nhất là có 3 camera, thậm chí là các bạn có thể lựa chọn lên 4, thậm chí là 5 camera cơ. Nhưng mà đổi lại ấy, thì chúng ta sẽ có một chất lượng chụp ảnh khác biệt hoàn toàn so với những chiếc điện thoại Android trong cùng phân khúc giá. Hôm trước mình đã có một cái video chia sẻ đến các bạn ấy, một chiếc iPhone 8 thôi nhưng khả năng chụp ảnh còn tốt hơn cả chiếc Galaxy Note 20 ấy. Về cái hầu hết những cái yếu tố hàng ngày ấy, thì với iPhone 8 Plus cũng tương tự như vậy. Đặc biệt ở đây thì chúng ta sẽ có hai ống kính có hỗ trợ chúng ta chụp ảnh chân dung xóa phông. Thì với những nhu cầu hàng ngày của các bạn, mình dám đảm bảo rằng chiếc iPhone 8 Plus vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bạn. Đặc biệt nếu như các bạn mà thiên về cái khả năng quay video để làm vlog trên YouTube hay TikTok ấy, thì mình luôn luôn khuyên các bạn là nên lựa chọn iPhone để quay. Tại vì thứ nhất là cái chất lượng quay của iPhone ấy nó cũng rất là cao và nó thể hiện đúng màu sắc của cái tự nhiên, nên là khi các bạn edit đằng sau ấy rất là dễ. Còn nếu như các bạn lựa chọn điện thoại Android ấy, thường thì màu sẽ được chỉnh sẵn rồi, nên là khi mà chúng ta đẩy lên máy tính để chúng ta edit ấy, thì dường như là không có quá nhiều tùy chỉnh, mà tùy chỉnh xong là nó sẽ bị vỡ, nó bị hỏng, như nó không được đẹp như là iPhone. Đấy, bên cạnh đó thì khả năng thu âm iPhone vẫn là số 1, nên là tại sao các bạn có thể để ý là các vlogger toàn là sử dụng điện thoại iPhone để quay thôi, chẳng mấy người sử dụng điện thoại Android. Nên xét về cái khả năng chụp ảnh quay video, iPhone 8 Plus vẫn dường như là vô đối trong phân khúc giá này. Điểm tiếp theo nữa đó chính là về phần pin. Thì chắc chắn qua thời gian sử dụng, iPhone 8 Plus đã hao mòn về pin. Chính vì vậy lời khuyên của mình đó chính là nếu như các bạn lựa chọn iPhone 8 Plus ý, thì nên thay pin để chúng ta sẽ có một cái công suất sử dụng là tốt nhất. Như chiếc máy ở đây của mình ấy thì đã được cửa hàng hỗ trợ thay sẵn pin rồi, pin 100%, nên là chúng ta khi mà sử dụng ấy thì sẽ không có một vấn đề nào xảy ra. Pin vẫn thoải mái cho chúng ta dùng một ngày rưỡi nếu như các bạn sử dụng ít. Còn nếu như sử dụng nhiều thì một ngày là hoàn toàn bình thường. Tại vì các bạn cũng biết rồi, những cái dòng mà Plus hay là dòng Max của Apple ấy thì pin của nó rất là tốt. Đặc biệt là như chiếc máy mà đã thay pin này rồi thì các bạn không có điều gì để chê về pin trên chiếc iPhone 8 Plus này. Tự chung lại thì có thể thấy rằng là với mức giá ở hiện tại từ 4 cho đến 5 triệu đồng thì iPhone 8 Plus vẫn là lựa chọn của rất rất nhiều người. Và đặc biệt là nếu như mình mà chưa có iPhone 14 Pro Max thì mình cũng sẽ lựa chọn iPhone 8 Plus để dùng thôi. Nó mang lại cho chúng ta đầy đủ những thứ cơ bản nhất người dùng chúng ta cần, từ thiết kế đẹp này, màn hình hiển thị xuất sắc, camera rất tốt trong phân khúc giá, hiệu năng thì vẫn ổn định theo thời gian, và cuối cùng đó chính là một cái hệ sinh thái cực kỳ đồ sộ đến từ nhà Apple. Và đây xứng đáng là chiếc điện thoại bán chạy nhất, ngon nhất trong phân khúc giá này. Vậy thì các bạn đánh giá sao về chiếc iPhone 8 Plus ở thời điểm 2023, đặc biệt là cận cái thời gian là iPhone 15 ra mắt rồi? Hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.